Việt Nam tôi đây 4.000 năm văn hiến. Việt Nam tôi đây bao gấm vóc núi sông. Việt Nam tôi đây luôn vững tiến thành công. Việt Nam ngày nay đã sánh bước năm châu. Kính thưa quý vị khán giả Việt Nam Today, quý vị đã nghe giọng đọc Lê Lê nói phần đầu của bài viết Nghị quyết 36 và của nhà báo người Mỹ gốc Việt, tức là tôi, Trường Nguyễn. Bài viết này được viết vào năm 2019. Đây là bài viết bộc bạch hết tâm tư tình cảm của tôi trong quá trình làm báo, đi trở về Việt Nam và sự vượt lên cố gắng của tôi. Bài viết này cũng mang lại cho tôi giải thưởng cao quý, giải Búa Liềm Vàng dành cho tác giả xuất sắc người Việt Nam ở nước ngoài. Tôi nêu lên sự giải thưởng này không phải là để phô trương cái những thành tích mà mình có thể làm được, nhưng tôi tin rằng bài viết, sự chân thành của tôi đã được Đảng và Nhà nước, và giải Búa Liềm Vàng là giải cao quý của việc xây dựng Đảng. Vì đó cho nên là tôi nghĩ rằng các ban ngành đoàn thể thông qua giải thưởng cũng đã đánh giá được công việc của tôi. Thế nên tôi rất là vững lòng, tin tưởng và có thể làm cái công việc của mình trong suốt những năm khi tôi trở về Việt Nam từ 2013 cho tới nay. Tuy nhiên, cái việc làm của tôi dường như cũng gây một số những cái sự ganh tức cá nhân, sân si. Ban đầu tôi nghĩ như vậy. Từ những người mà tôi nhận là mẹ nuôi, những người anh em, bạn bè nhận là tri kỷ, tại sao họ lại quay lưng, tại sao họ lại phủ nhận tất cả những cái điều mà trước đây họ tâm tình, họ gắn bó, họ động viên. Có những người cũng bảo tôi là đã thực hiện dùm cho họ lý tưởng mà họ không thực hiện được khi họ ở bên ngoài nước. Cũng có người rất thân thiết với tôi nói rằng tôi đã mang lại một ý nghĩa sống cho người ấy khi ở nước ngoài. Bởi vì như quý vị biết, ở nước ngoài cuộc sống bận rộn, khó khăn, cô đơn, thì họ hướng về Việt Nam, họ mong muốn những cái điều gì tốt đẹp cho đất nước Việt Nam thông qua hình ảnh, thông qua uy tín, thông qua những điều làm tích cực của tôi. Họ đã tìm đến và cùng với tôi mang lại những cái giá trị tốt đẹp nhất cho những người khó khăn, những người ở vùng sâu vùng xa, với những việc làm hết sức trong sáng, minh bạch. Nhưng gần đây, tôi có cảm giác rằng hình như có một cái điều gì đó đằng sau đó. Một số người đã câu kết với nhau và muốn đánh phá cái hình ảnh, uy tín và tất cả những việc làm của tôi. Có lẽ tôi cũng không cần phải nhắc cụ thể như thế nào. Và nhân cái dịp mà 10 năm tôi trở về sống và làm việc với một cái quá trình khá dài, với cái sự quan sát không chỉ riêng các ban ngành đoàn thể, các người có chức năng, nơi tôi sống, nơi tôi đi qua đều làm theo tuân thủ hết sức nghiêm túc về luật pháp, về văn hóa Việt Nam, trong một cái tinh thần cầu thị, khiêm tốn, học hỏi, nhưng họ vẫn không tha cho chúng tôi. Chính vì thế khi mà nhờ Lê Lê đọc lại bài viết này, tôi lắng nghe và tôi thấy rằng cái giá trị tôi cần phải nói ra vẫn còn nguyên vẹn. Nhất là phần 2 này, xin mời quý vị hãy lắng nghe cái tâm tư tình cảm của bản thân tôi vào năm 2019. Và mới đây nhất, khi xảy ra những cái vụ lùm xùm ở trên mạng xã hội, những vụ công kích từ bên phía nước ngoài trở về,
và vẫn còn đang tiếp diễn. Gia đình tôi thực sự mà nói cũng có lời khuyên là con nên suy nghĩ lại. Liệu cái sự mà đi giữa những cái làn đạn đằng sau lưng như vậy, con có cảm thấy yên ổn khi sống ở Việt Nam hay không? Tôi đã chần chọc, tôi đã suy nghĩ về lời khuyên này của gia đình tôi. Tuy nhiên, khi xây dựng Trường Sa Studio tại Yên Bái, tôi đã được rất nhiều những lời động viên của bạn bè, của người thân và của cả những cấp lãnh đạo. Tôi hãy vững lòng và tôi tin rằng sự thật, lẽ phải và tất cả những cái điều tốt đẹp nhất sẽ đến với những con người có lòng thiện chí, có sự quyết tâm, có sự nhẫn nại. Sự thật sẽ mang lại tất cả những cái điều tốt đẹp nhất cho tôi. Và vì thế tôi đã trả lời gia đình của tôi: hãy cho con đi tiếp cái con đường mà con đã chọn, đó là mang giá trị nhân văn tích cực tốt đẹp nhất. Sự đóng góp nhỏ nhoi nhất của con đối với lại quê hương đất nước. Xin mời quý vị hãy nghe phần 2, nghe tâm tình tận đáy lòng của tôi qua cái giọng đọc của Lê Lê sau đây. Bài viết Nghị quyết 36 và một nhà báo người Mỹ gốc Việt được đăng trên báo Nhân dân ra ngày thứ 6, ngày 4 tháng 10 năm 2019. Năm 2006, 2 năm sau khi Nghị quyết 36 NQTW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Nghị quyết 36 được ban hành, nhà báo Etcetera Nguyễn Quang Trường ở tuần báo Việt Weekly Mỹ lần đầu tiên từ nước Mỹ về Việt Nam tác nghiệp. Từ đó, qua tiếp xúc, quan sát, suy nghĩ, anh tự nhận ra mình đã sai lầm, để rồi từ sự thay đổi về nhận thức cũng như tình cảm và trách nhiệm đối với Tổ quốc, Bác Hồ và dân tộc, anh quyết định thường xuyên về Việt Nam lặn lội làm báo để thông tin kịp thời với bạn đọc ở Mỹ và bạn bè quốc tế về tình hình đất nước và làm từ thiện. Qua hàng nghìn video clip do anh thực hiện trên mọi miền đất nước được công bố trên Văn hóa Việt Nam TV, có thể thấy Etcetera Nguyễn Quang Trường là người rất nặng lòng với quê hương và văn hóa Việt Nam. Bài viết gồm 2 kỳ của Etcetera Nguyễn Quang Trường gửi đến báo Nhân dân vừa là tâm sự, vừa cho thấy tinh thần của Nghị quyết 36 đã giúp một người Mỹ gốc Việt thay đổi như thế nào. Xin giới thiệu cùng bạn đọc. Năm 2003, tuần báo Việt Weekly của một nhóm người Mỹ gốc Việt đã ra đời tại Mỹ với tôn chỉ đưa tin một cách khách quan và tạo diễn đàn đa chiều cho nhiều khuynh hướng xã hội, chính trị khác nhau. Đó là lý do vào dịp hội nghị APEC diễn ra tại Việt Nam vào năm 2006, tôi đăng ký với cơ quan chức năng để về nước tác nghiệp. Cùng về với tôi lần đó còn có một số nhà báo người Mỹ gốc Việt khác. Trong sơ yếu lý lịch cơ quan chức năng Việt Nam yêu cầu kê khai có các mục như đã làm gì, đã cộng tác với ai. Dù không bị bắt buộc phải kê khai như thế nào, tôi thấy cần phải có trách nhiệm và đã kê khai rất đầy đủ. Tôi nghĩ cơ quan an ninh Việt Nam thừa biết tôi từng là người chống cộng, nhưng họ không gây khó khăn. Suốt thời gian tác nghiệp tại Việt Nam, tôi cũng không bị giám sát. Vì thế, anh em ở Việt Weekly đã có cơ hội được phỏng vấn ông Võ Văn Kiệt. Hình ảnh ông Võ Văn Kiệt trên trang bìa và bài phỏng vấn in trang trọng trong trang báo cùng thông tin và bình luận khách quan về APEC 2006. Phóng sự về cuộc sống của đồng bào ở Tây Nguyên, sau đó là bài phỏng vấn của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết khi ông tới thăm nước Mỹ, được đăng tải trên Việt Weekly đã trở thành giọt nước tràn ly tức tối của những người chống cộng ở Mỹ. Họ lấy đó làm cơ sở vu cáo Việt Weekly thân cộng, làm lợi cho cộng sản. Họ tụ tập để phê phán, chửi bới, tổ chức biểu tình nhiều tuần trước cửa tòa soạn của Việt Weekly, đồng thời kêu gọi không mua,
không đọc, không quảng cáo cho Việt Weekly. Nghĩa là họ quyết triệt để đường sinh nhai để bóp chết tờ báo của chúng tôi. Đến nay nhớ lại, tôi vẫn thấy kinh sợ, không hiểu vì sao họ có thể hành xử như vậy đối với đồng hương ở nơi đất khách quê người. Vì sao họ kêu gào tự do, báo chí ở Việt Nam nhưng lại tiến công, chà đạp một tờ báo có ý kiến khác họ. Từ năm 2006, tôi tiếp tục về nước nhiều lần nữa để tham dự một số lễ hội, sự kiện lớn được tổ chức ở Việt Nam. Sau mỗi lần trở về, tôi lại ngộ ra nhiều điều và luôn cố gắng đưa thông tin khách quan về đất nước đến với người Việt ở Mỹ. Có một sự kiện quan trọng đến với tôi là năm 2012, được cùng một số nhà báo người Mỹ gốc Việt ra thăm quần đảo Trường Sa theo lời mời của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao. Chuyến đi này và các chuyến đi trong những năm sau đó giúp tôi hiểu nhà nước cùng nhân dân Việt Nam đã và đang rất quyết tâm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Người Việt Nam ở trong và ngoài nước luôn đồng lòng hướng về biển đảo của Tổ quốc. Đặc biệt gây xúc động và in đậm dấu ấn trong tôi là hình ảnh cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam ngày đêm vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ để đứng vững ở nơi đầu sóng ngọn gió. Trong tâm trí tôi diễn ra cuộc tự vấn nghiêm khắc xem có thực lòng tận tâm với quê hương hay không. Và tôi đi từ chỗ manh nha đến chỗ quyết định để trở về được làm một việc gì đó dù nhỏ cho quê hương. Từ đó, mỗi năm tôi về Mỹ, một thời gian thăm gia đình, giải quyết một số việc cá nhân, còn lại chủ yếu ở Việt Nam. Hồi mới về và đến hôm nay, mỗi khi rảnh rang là tôi ngồi bên Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, vẽ tranh chân dung cho du khách. Biết tôi từ Mỹ về, anh em họa sĩ làm việc ở đó từ trước đã vui vẻ nhường cho tôi một chỗ ngồi. Mỗi bức tranh giá chỉ 100.000-200.000 đồng, song tôi thích thú vì vừa đem lại niềm vui cho người khác, vừa là thu nhập từ lao động chân chính. Rồi tôi lang thang khám phá để vẽ tranh phố phường Hà Nội, một thành phố dù tìm hiểu rất nhiều nhưng tôi chưa thỏa mãn. Hà Nội đẹp và người Hà Nội thân thiện, tôi nhận được họ lòng nhân ái, niềm vui và sự khích lệ mà sống trong cộng đồng ở Mỹ rất ít khi tôi có được. Rồi tôi cộng tác vẽ tranh minh họa hơn 10 cuốn sách của nhà xuất bản Kim Đồng, làm chủ biên cuốn Ký sự Trường Sa, Hoàng Sa, tập hợp 19 bài báo của tôi và các tác giả là người Việt ở trong nước và ngoài nước do nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phát hành năm 2015. Đồng tiền gom góp từ những việc làm này, phần giúp tôi sinh sống hàng ngày, phần là kinh phí cho các chuyến đi thực tế hay làm báo. Tôi không nhận tài trợ bất cứ cơ quan hay doanh nghiệp nào. Với tâm nguyện tôn trọng sự thật, trên đủ loại phương tiện, từ xe ôm, xe máy đến xe khách đường dài, tàu hỏa, tôi đeo ba lô đến mọi miền tìm tòi phát hiện những giá trị nhân văn, văn hóa, con người, kết nối yêu thương qua chuyển những món quà từ thiện đến người có hoàn cảnh khó khăn. Trên lộ trình đó, tôi được bà con dọn cho chỗ ngủ trên sàn nhà, rừng núi hiểm trở nấu cho những bữa cơm sau khi vượt qua chặng đường, vượt đèo dốc tưởng như bị tụt hơi. Có buổi chiều tối, anh em bộ đội ở một đồn biên phòng rất heo hút đã nhận ra tôi, tay bắt mặt mừng. Họ mời ăn nghỉ, dặn dò về luật pháp ở nơi biên giới. Nụ cười ấm áp của các em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa, nghị lực, ý chí của thầy cô giáo ở điểm trường treo leo đỉnh núi, không chỉ xa nhà mà còn xa nơi trung tâm hàng chục cây số. Tất cả cho tôi thấy nhà nước dành rất nhiều tiền của, công sức để đưa ánh sáng văn minh, thành tựu khoa học đến với đồng bào nghèo, đến cả nơi hẻo lánh nhất, giúp đảm bảo cuộc sống, tạo cơ hội phát triển. Các hệ thống điện, đường, trường, trạm tôi gặp trên các nẻo đường Tây Bắc, Việt Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, giúp tôi hiểu cụ thể về nỗ lực này. Và đồng bào của tôi cũng vậy, ở đâu tôi cũng gặp những nụ cười, tâm sự lạc quan, gặp những con người
đang nỗ lực học tập, nâng cao tri thức, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Cho nên, dù từng gặp một số sự việc không thể khích lệ, gặp một số con người có hành vi cần phê phán, tôi vẫn không coi đó là hình ảnh đất nước, không dựa vào đó để bình luận tiêu cực. Bởi với chiều hướng phát triển chung, mọi sự việc và hành vi đó rồi sẽ bị đào thải khỏi cuộc sống. Kết quả những chuyến đi của tôi đã công bố trên trang văn hóa Việt Nam TV. Hơn 50.000 người đăng ký trang mạng này làm cho tôi thấy việc làm của mình đã có ý nghĩa nhất định. Phải chăng vì thế tôi đã làm mếch lòng một số người không muốn tôi đưa lên Internet các hình ảnh tốt đẹp về đất nước, nên gần đây có người tiến công làm giảm uy tín của tôi. Họ quyết liệt đến mức mới đây cha tôi gọi điện bảo họ không chấp nhận, họ ngộ nhận, về con thì về đi, không có việc làm, cha mẹ sẽ nuôi, anh chị em bao bọc, cộng đồng ở đó chống con thì về với cha mẹ, không ai bỏ con đâu. Ở tuổi 50, nghe cha nói, tôi rơm rớm nhưng vẫn trả lời, cha để con đi trên con đường đã chọn, về là con tự nhận thất bại, họ sẽ phỉ nhổ, sẽ nói, cộng sản đuổi mày về đấy, mày thua rồi. Và tôi kể cho cha nghe về lòng nhân ái, chia sẻ, động viên, khuyến khích của mọi người ở Việt Nam dành cho tôi sau khi biết tôi bị kẻ xấu cố tình bêu diếu, xúc phạm. Đó là yếu tố giúp tôi thấy quyết định trở về quê hương luôn là một lựa chọn đúng. Trở lại với nghị quyết 36 nhằm xuyên tạc quan điểm nhân văn rộng mở của Việt Nam, người chống cộng ở hải ngoại rêu rao, nghị quyết 36 là thủ đoạn xâm nhập, lôi kéo, lũng đoạn cộng đồng người gốc Việt. Nhưng 44 năm qua, chính họ mới là kẻ phá hoại cộng đồng. Như mới đây, ông Đặng Văn Phong, cựu thiếu tá không quân Việt Nam Cộng Hòa trước đây nói, hiện giờ ở hải ngoại, niềm tin không còn nữa, bị lừa đảo quá nhiều rồi, họ không còn tin ai được nữa. Tôi là một trong những người không còn tin vào họ, nên tôi tìm cho mình đường về với Tổ quốc. Trên những nẻo đường đã qua, tôi gặp rất nhiều người Việt Nam từ nhiều nước khác nhau, ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, đọc banner quảng cáo, chương trình biểu diễn nghệ thuật có tên một số nghệ sĩ từ hải ngoại trở về, tôi thấy vui. Vui bởi trong đó có nghệ sĩ đã từng bỏ nước ra đi vì miếng cơm manh áo mà từng phải đứng dưới cờ vàng, và tôi cũng phỏng vấn họ đăng trên Việt Weekly. Giờ họ về nước biểu diễn, tức là nhà nước Việt Nam đã rất rộng lượng, không lấy sai lầm của họ hàng chục năm trước làm căn cứ để đánh giá họ hôm nay. Mà người như thế nhiều lắm, kinh doanh, làm ăn tử tế, không bị cấm cản, giảng dạy, nghiên cứu, nghiêm túc được khuyến khích, làm việc từ thiện, hỗ trợ người nghèo luôn được biểu dương. Người cao tuổi được tạo điều kiện về nước vui cùng con cháu. Người yêu nghề báo như tôi thì được vác máy, đeo ba lô tới mọi vùng miền, không ai ép buộc phải làm gì, miễn là luôn trung thực, tuân thủ luật pháp, bảo đảm đạo đức người làm báo. Điều này không chỉ là yêu cầu đối với người làm báo ở Việt Nam, mà ở nước nào cũng vậy. Hồi mới về nước, lần đầu tiên tiếp xúc với mệnh đề đưa nghị quyết vào cuộc sống, quả thật tôi không hiểu. Rồi tìm hiểu, tôi phát hiện đó là điều rất thú vị, vì mọi nghị quyết chỉ có ý nghĩa, giá trị khi đáp ứng được nhu cầu của cuộc sống. Khi nghị quyết 36 được đưa vào cuộc sống, người Việt Nam ở nước ngoài biết cụ thể đầy đủ về quan điểm của nhà nước Việt Nam với người Việt Nam ở nước ngoài. Từ đó, mỗi người tùy vào hoàn cảnh mà trở về quê hương, hoặc thăm ông bà, cha mẹ, anh em họ hàng, hoặc đầu tư kinh doanh, đóng góp xây dựng Tổ quốc, an vui tuổi già. Và khi nghị quyết 36 được đưa vào cuộc sống, thì tôi, một người Việt Nam ở nước ngoài, mới có niềm vui được làm việc, được góp phần nhỏ của mình vào sự phát triển của quê hương nguồn cội.
lên tóc để yêu thương. Tổ quốc của tôi, dân tộc của tôi là Việt Nam mến yêu, dẫu có đi xa luôn mong ngày về.